Chào các bạn, đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để thường xuyên được cập nhật tin mới nhất. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ tới các bạn tác dụng của hoạt thạch đối với sức khỏe. Hoạt thạch có rất nhiều công dụng, chữa các bệnh ngoài da hay chứng sốt, sỏi tiết niệu. Cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu hơn tác dụng của hoạt thạch. Hoạt thạch là loại khoáng sản thiên nhiên, khai thác từ mỏ, rửa sạch, loại bỏ đất cát và tạp chất là được. Hoạt thạch còn gọi là bột tao, trắng mịn, không tan trong nước, khó bị axit phá hủy, có trong phấn xoa rôm, phấn bôi mặt, xà phòng đánh răng và bao viên thuốc. Vị ngọt, tính hàn, vào kinh vị và bàng quang, hoạt thạch có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, thanh thử thấp. Chữa các chứng lâm, thử thấp. Thấp ôn, chàm lở, rôm sảy. Liều dùng và cách dùng, 8 đến 24 gram theo đường uống. Hoạt thạch được dùng làm thuốc trị các chứng bệnh. Lợi niệu thông lâm, bài 1 bột hoạt thạch 24 gram, đông quỳ tử 16 gram, sa tiền tử 16 gram, thông thảo 12 gram. Sắc uống, trị chứng thấp nhiệt ứ đọng ở dưới, tiểu tiện không lợi hoặc đái nhỏ giọt, đái rắt, nóng buốt. Bài 2 bát chính tán, hoạt thạch, mộc thông, cù mạch, sa tiền tử, biển xúc, chi tử đại hoàng, trích thảo, liều lượng bằng nhau, tất cả tán bột mịn. Mỗi lần uống 6 đến 12 gram, uống với nước sắc đăng tâm thảo. Chữa viêm cầu thận, viêm bể thận, sỏi tiết niệu. Da giảm, nếu tiểu tiện ra máu, thêm tiểu kế, hạn liên thảo, bạch mao căn, nếu có nhiều sỏi, thêm hải kim sa, kim tiền thảo, kê nội kim. Bài 3, hoạt thạch 24 gram, diêm tiêu 14 gram, cam thảo 4 gram, uất kim 8 gram, phèn chua 7 gram, trộn đều. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 6 gram, uống liên tục 2 tuần cho đến khi hết triệu chứng. Trị sỏi túi mật. Thanh nhiệt giải thử, bài 1 thuốc bột lục nhất tán, bột hoạt thạch 6 phần, bột cam thảo 1 phần, nghiền chung thành bột mịn. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 20 gram, thả bột vào nước, khuấy cho nổi bọt, cho uống. Hạ sốt nóng, giải cảm khi bị cảm nắng, say nắng, thử nhiệt, khó chịu, miệng khát, tiểu rắt, nước tiểu đỏ. Một số báo cáo dùng lục nhất tán để chữa sốt xuất huyết thời kỳ đầu có hiệu quả tốt. Bài 2 bột thiên thủy, hoạt thạch 20 gram, cam thảo 10 gram, hoài sơn 40 gram, sắc uống. Trị các chứng bệnh tiêu chảy, bí tiểu, tiểu đỏ do thấp nhiệt, sốt nóng về mùa hè, miệng khát, khó chịu, tiểu tiện không lợi. Trừ thấp, khỏi mụn lở, trị eczema, lở loét ướt. Bài 1, hoạt thạch 12 gram, bạch phàn 4 gram, hoàng bá 4 gram. Các vị nghiền thành bột. Dùng ngoài, trị eczema, lở loét ướt. Bài 2, hoạt thạch 63 gram, bạc hà 4 gram, bạch chỉ 4 gram. Các vị nghiền thành bột mịn. Bọc vải rắc lên bên ngoài chỗ bị phồng rộp, chưa chảy nước. Kiêng kỵ, người tỳ hư, sức yếu, hoạt tinh, hao tổn tân dịch do nóng sốt, phụ nữ có thai không được uống.